hôm nay Cường tiếp tục đi săn ong nữa cả nhà ơi. Ngày hai chú cháu sớm giờ chạy đi ngoài lộ cả nhà, có thấy một được một cái tổ ong. Nhưng mà cả nhà biết sao không? Là vừa vô tới chỗ mưa luôn. Chỉ mưa lâm râm sớm vậy. Chú chào cả nhà, cái chú. Chú Giang chào cả nhà luôn. Thì cái tổ ong này thấy ngoài lộ nhưng mà chưa biết anh em cắt chưa cả nhà. Thì nó cũng thấy cũng trọng trọng đó. Cây này chắc sao quá chú. Thấy thấy nó ngoài lộ nó lúc trên đọt á mà không biết sao nữa. Ở giữa cái đám gừng nha cả nhà. Thì vô tới đây mưa không biết sao nữa. Đây lội trong đó còn chút xíu nha cả nhà. Thì cũng hên xui cả nhà ơi. Để vô coi làm sao chứ giờ tháng này bên Cường kiếm được ổ zin nó khó lắm mày cả nhà. Cứ đi đại hên xui đi, trời thương cho ổ zin bắt có mặt cả nhà ơi. Hôm nay mưa. Nè, nhà thấy nè, trời chỉ mưa nè. Mưa lên gắt sớm giờ luôn. Hy vọng là hồi vô tới đó coi đừng mưa nha. Mưa là thua luôn nha cả nhà. Rồi giờ Cường mời cả nhà cùng trải nghiệm cùng Cường nha. Đóng ở trên cây sao nè cả nhà. Cây nó chung ra khá là lớn nha cả nhà. Mà hên nó có cây nhỏ này kế bên đó cả nhà, cho nên là Cường chiền lên cho nó dễ hơn nha cả nhà. Chứ cây này gốc bự lắm, gốc trình bình vậy. Nó cả nhà thấy không? Có cây gáo cây gì đó cặp bên đó, còn có ong nằm đó kìa cả nhà. Giờ này thì cũng trời cũng đang chuẩn bị mưa luôn nha. Cả nhà thấy không? Hôm nay bị quéo luôn rồi. Chỉ mưa đen kịt trơn rồi. Cái còn tranh thủ còn quấn gọi này kia xong xuôi trơn rồi lên bắt nha cả nhà. Để hồi mưa xuống cây gọi nó ướt là khó trái lắm. Cây này ổ này bắt xì dừa không có được cả nhà, cây cao ổ lớn nữa. Bắt xì dừa hơi nguy hiểm nha, cho nên cần quấn gọi nè rồi mời cả nhà cùng lên cùng hành cùng Cường nha. Rồi, leo lên cả nhà ơi. Cái này thôi nó bự. Không có cây này là thua luôn. Rồi. Cây bự dữ trời. Quá trời cây này bự. Leo tới đây có muốn xỉu luôn. Mưa tới luôn. Bắt lẹ xuống nha cả nhà, mưa tới luôn. Để tôi mồi cây gọi lên cái mới được. Không thôi qua là chịu không nổi nó đâu. Rồi, lên đây nó còn bự nữa cả nhà. Gọi trái không ngon hung gì trơn. Mưa luôn trời. Ui, khoan có mưa không ơi. Để con bắt xong không có mưa.
Thôi. Lên tới đây cũng ôm không giáp. Con nó bự cả nhà ơi. Nè cả nhà. Nè con ong lớn rồi nè. Trời ơi cục mặt nó bự. Mẹ ơi. Ngon lành. Có khói mới được. Chỗ này không có khói nó hùng dữ lắm cả nhà. Có khói cũng mới dám bò lên. Mưa bên kia trắng giả hết trơn. Khói yếu quá. Thứ gì chịu nổi. Thứ gì chịu nổi thứ này cả nhà ơi. Đây nè cả nhà. Quay cho cả nhà xem nè. Anh em xem mà thấy ghiền liền. Nè. Không phì hung nha cả nhà, mà cũng được. Thứ gì chịu nổi thứ này cả nhà. Mới vô chưa đầy nữa cả nhà ơi, hơi hơi à. Vậy là ngon rồi. Rồi cục mặt. Mặt gì vậy đây? Thứ gì chịu nổi. Sướng sướng. Mừng thiệt luôn cả nhà. Bên kia mưa trắng giả hết trơn cả nhà ơi. Đó cả nhà thấy đen đen không? Thôi bên đây trời thương còn không mưa. Ngày ông đại bắt xuống chắc chắc mới mưa. Mặt coi nè. Đó. Phê phê, chắc cỡ 2-3 lít gì à cả nhà, không nhiều đâu. Đã ngon. Đã gì đâu luôn trời. Con mũi lớn chứ bộ. Đóng kèo bự nữa cả nhà. Giờ còn cắt nữa nha. Hồi sớm có mua mấy cái bịch nè cả nhà. Mà ngay chỗ đó bán bịch giỏm. Mua mà không kiểm tra trước á, giờ nó bịch nó dở òm mà. Thường phải trồng nhiều cái vô. Trồng 3 cái đi. Mình cũng không dám gì cho nó lúa vậy. Đó. Trồng như vậy đó mới có. Mới có cắt được. Thank you.
ba bịch luôn. Chứ để thôi chịu nổi cái nhà thôi. Mặt nó lớn mà bịch nó mỏng quá. Sớm mua người ta bán rồi nó coi. Thành ra bị lầm thôi. Mất 3 lít mấy 4 lít. Quá trời cục mặt nè. Khổng lồ. Hết bộ cái bịch được luôn rồi. Cho vô ba lô cái đi. Để cầm ở ngoài hồi nó tụt xuống cái gì nó lủng cái xỉu luôn. Mặt nặng hình dung luôn trời. Quá trời nó nặng luôn. Rồi. Xuống lẹ lẹ cả nhà, mưa tới rồi. Tôi đang kỉnh hết trơn nè nè, mình còn quay cho cả nhà xem nè. Ở bên đây không mưa, bên bển trời mưa kìa cả nhà. Nó cả nhà thấy không, nó thấy không, trắng giả trơn bển này. Cường tranh thủ cường xuống dưới đất nha, rồi cường sẽ review cục mặt lại sau cho cả nhà xem nha. Mặt này có 3 lít rưỡi được. Thứ gì chịu nổi, sướng hết cả người. Cây chà bá nữa. Cây này thơm, không giáp đầu đâu nha. Ôi ơi bự, không có cái cây nhỏ bên đó không biết sao lên. Phải đi chiền từng nhánh một. Một cục mặt quái xệ dai luôn đây. Chen như vậy nè, mới có đi đó. Căng thẳng mệt mỏi luôn. Thôi nó sát con. Quá trời quá đất. Sướng người. Mưa ướt ở đây hết trơn luôn. Chỉ mưa đang kỉnh hết trơn luôn mà trời. Rồi. Thôi nghe cả nhà. Cũng nhờ trời thương á, không mấy mưa xuống cái là cây này Cường đâu có bắt được đâu. Bỏ luôn á. Sao bắt được nó. Chú Cường cũng đi đốc tiêu luôn rồi. Chạy đốc tiêu rồi. Làm như ông đốt cũng có chạy đốc tiêu rồi cả nhà ơi. Đây nè, đây ông kìa cả nhà, ông qua ăn qua kìa. Đợi ông qua Cường lấy cục mặt review cho cả nhà xem nha. Nay đầu cái dồ nữa anh em ơi. Thứ gì chịu nổi không. Sướng không thể tả. Sướng tay, sướng người. Cục mặt cắt bỏ vô bịch bộ không được luôn chú. Bự khủng long á. Vậy ừ. Nè, gỡ ra. Trời ơi, trời ơi.
tính đâu nó chạy kèo mà nó không chạy nè. Có 3 lít mấy ha? 3 lít rưỡi. 3 lít rưỡi 4 lít á. Đây còn lao cái cam cái. Ủa ông này nó hơi hung nha cả nhà, cho nên lên lấy ảnh đại diện không được đâu. Bởi vì còn lên á là nó bay túa ra trơn à, cho nên là không lấy ảnh đại diện được nha cả nhà. Đây nè, cục mặt nè, hơi chút cho đừng có đổ chút. Nặng dữ thằng vậy. Con ngậm nhậm đứa con bé vậy mà. Cái này đưa tao cắt cắm đầu luôn á. Cắm đầu luôn chứ nữa. Có tính đâu nhỏ, ai nhỏ bán bự gìn bình vậy. Cái ghê vậy á. Vô 3 bịch luôn nè, bịch này nãy mua loại giỏm nè. Không có ngon. Quá trời đã rồi. Rồi. Này cả nhà. Thì bây giờ Cường cũng xin kết thúc đoạn video tại đây nghe cả nhà. Như cả nhà thấy nè, trời bắt đầu chuyển mưa rồi. Mưa quá trời rồi. Rồi chắc bắt ẩu này xong chú cháu rút luôn cả nhà ơi. Rồi giờ bye bye cả nhà nha. Hẹn cả nhà những clip tiếp theo của Cường. Cả nhà xem hay nhớ cho Cường xin một like, một đăng ký để theo dõi những video mới nhất của Cường nha. Rồi bye bye.